dạy cho học sinh những điều tốt và luôn luôn mạnh khỏe, luôn luôn xinh đẹp và quý mến học sinh mới và thân yêu. Chúng ta hãy đi tham quan nhé. Đi thôi nào. Cùng toàn thể các học sinh thân mến, mỗi khi năm học cũ qua đi, chúng ta phải chia tay với các em học sinh lớp 5 để các em bước lên những bậc học cao hơn. Rồi năm học mới đã đến, chúng ta lại vui mừng chào đón các em học sinh vào lớp 1. Đây thật sự là một niềm vui, niềm tự hào và cũng là một trọng trách lớn lao vì sự nghiệp chồng người của những người làm công tác giáo dục. Hôm nay trong niềm vui chào mừng buổi lễ khai giảng năm học và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, chúng ta hãy cùng hướng mắt về phía sân lễ để cùng chào đón các em học sinh lớp 1. Đầu tiên xin nhiệt liệt chào mừng các em học sinh lớp 1A. Lớp 1A với 33 bạn nhỏ đáng yêu, do cô Nghi Nguyễn Trâm Anh làm chủ nhiệm, là một giáo viên trẻ luôn nhiệt tình trong công tác giảng dạy. Trong năm học này, lớp 1A sẽ quyết tâm phấn đấu xây dựng tập thể lớp đồng kết, vững mạnh, thi đua dạy tốt, học tốt. Trong năm học này, tập thể lớp 1A sẽ quyết tâm đồng kết, cùng nhau chăm ngoan học giỏi và gặt hái được nhiều kết quả tốt. Và tiếp theo xin nhiệt liệt chào mừng các em học sinh lớp 1B. Với lớp yêu nghề mến trẻ, trong năm học này cô sẽ cố gắng dìu dắt thế hệ mầm non thành những con ngoan trò giỏi cho Bác Hồ kính yêu. Chúng ta hãy cùng chúc cho cô và trò lớp 1B đạt được nhiều thành tích tốt trong năm học này. Đang bắt đầu tiến vào sân lễ là tập thể các em học sinh lớp 1C. Lớp 1C với 38 em học sinh do cô giáo Lê Thị Lờ làm chủ nhiệm. Cô là một giáo viên có nhiều kinh nghiệm trong công tác giảng dạy học sinh lớp 1. Mong rằng trong năm học này, với sự dìu dắt của cô và sự phấn đấu nỗ lực của các em học sinh, các bạn nhỏ lớp 1C sẽ gặt hái được nhiều thành tích tốt trong học tập. Và cuối cùng chúng ta xin chào đón tập thể học sinh lớp 1D. Với lớp yêu nghề mến trẻ, trong năm học này cô sẽ cố gắng nhiều nhất thế hệ mầm non thành những con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Chúng ta hãy cùng chúc cho cô và trò lớp 1D sẽ có nhiều thành tích tốt trong học tập và các học.
cả chú ý. Nghiêm chào cờ chào. Năm học 2018-2019 vừa qua được xem là năm học có nhiều thành công trong các mặt, đó là chất lượng đại trà luôn ổn định giữ vững, chất lượng số học sinh được khen thưởng cấp huyện là 17 giải, cấp tỉnh là 3 giải, chất lượng đội ngũ giáo viên được nâng cao, chiến sĩ thi đua cơ sở là 3, lao động tiên tiến là 18. 2020 xin trân trọng kính chào. Sau đây tôi xin thay mặt toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh trường tiểu học chỉ gian khai giảng năm học và đánh ba hồi trống để 20 Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư chúc mừng. Sau đây, xin trân trọng kính mời bà Phan Thị Bích Hà, Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hợp Thạnh lên thông qua bức thư. Xin trân trọng kính mời bà. Nhân dịp khai giảng năm học mới năm 2019-2020, tôi thân ái gửi tới các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động đã và đang công tác trong ngành giáo dục, các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên cả nước những tình cảm thân thiết và những lời tốt đẹp nhất. Năm học 2018-2019 đánh dấu 5 năm thực hiện nghị quyết số 29 của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Ngành giáo dục đã nỗ lực phấn đấu, triển khai đồng bộ các giải pháp và đạt được những kết quả tích cực. Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục được chuẩn hóa, chất lượng giáo dục
xin chân trọng với tay thật to để chúc mừng. Cái nữa.